Xin chào quý vị và các bạn. Những cơn mưa đã giảm nhanh và vùng áp thấp nóng phía Tây đang là trạng thái chủ đạo chi phối thời tiết các tỉnh thành miền Bắc. Trong ngày hôm nay thì mưa ở Bắc Bộ đang giảm nhanh, thay vào đó là trời tăng nắng và tăng nhiệt. Mức nhiệt cao nhất trưa nay ở Bắc Bộ phổ biến từ 30 đến 33 độ, cá biệt như Hòa Bình còn có thể lên tới ngưỡng là 35 độ. Từ ngày mai đến những ngày đầu tuần tới thì vùng áp thấp nóng tiếp tục phát triển và mở rộng, khiến cho nhiệt độ toàn khu vực Bắc Bộ tiếp tục có xu hướng gia tăng. Khả năng Bắc Bộ sẽ xuất hiện một đợt nắng nóng diện rộng trong những ngày đầu tuần tới. Do vậy mà quý vị nên lưu ý để giữ sức khỏe khi thời tiết thay đổi. Ở Trung Bộ, tương tự như thời tiết miền Bắc, từ hôm nay hầu khắp khu vực đều có nắng với cường độ nắng gia tăng. Từ Thanh Hóa trở vào đến Bình Thuận, trời nắng sớm với mức nhiệt cao nhất trong ngày cũng ở mức cao từ 33 đến 35 độ. Trong đó ở khu vực vùng núi phía Tây các tỉnh từ Thanh Hóa trở xuống đến Thừa Thiên Huế sẽ có một vài nơi xảy ra nắng nóng với ngưỡng nhiệt cao 36-37 độ. Và nhiều khả năng là từ đầu tuần tới thì cả Bắc Bộ cũng như các tỉnh miền Trung sẽ xuất hiện một đợt nắng nóng trên diện rộng. Nắng cũng là trạng thái thời tiết trong ngày cuối tuần tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ. Mức nhiệt cao nhất ngày ở vùng cao Tây Nguyên là 33 đến 34 độ, một số nơi cao hơn. Còn ở khu vực Nam Bộ, tại miền Đông, các tỉnh như là Bình Phước, Tây Ninh, Đồng Nai, Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh là những nơi xảy ra nắng nóng 35-36 độ. Ngay cả khu vực miền Tây Nam Bộ thì nhiệt độ cũng cao lên tới mức 34 đến 35 độ, trời oi bức về trưa và chiều. Trên biển, tại khu vực Bắc và giữa Biển Đông, bao gồm huyện đảo Hoàng Sa, có gió hướng Đông đến Đông Nam với cường độ ở mức cấp 3, không có mưa dông. Trong khi đó, ở khu vực Nam Biển Đông, bao gồm cả huyện đảo Trường Sa, thì gió Đông Bắc đến Đông vẫn ở mức cấp 3, cấp 4 và vẫn có mưa dông ở một vài nơi về chiều và tối. Từ ngày mai thì mưa giảm và thời tiết biển thuận lợi trở lại. Như vậy là trên cả ba miền đất nước đều đang có nắng mạnh và nóng trong ngày thứ bảy cuối tuần. Trước thời tiết bất lợi và tình hình dịch bệnh COVID-19 đang có diễn biến phức tạp, thì quý vị nên cân nhắc hạn chế các hoạt động bên ngoài nếu không thực sự cần thiết. Thưa quý vị, Bắc Bộ đang trong chu trình tăng nắng và tăng nhiệt từng ngày. Ngày mai, ngày 8 tháng 5, ở các tỉnh Đồng Bằng và Trung Du, bao gồm cả thủ đô Hà Nội, thời tiết sẽ chuyển sang trạng thái nắng mạnh, nhiệt độ tăng lên mức là từ 31 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Chỉ lưu ý là về đêm và sáng thì các tỉnh vùng núi vẫn còn có mưa rào rải rác với lượng không nhiều. Sau đó, từ ngày 10 tháng 5, vùng áp thấp nóng phía Tây có xu hướng phát triển và mở rộng dần sang phía Đông. Do vậy mà nhiệt độ toàn khu vực Bắc Bộ tiếp tục có chiều hướng gia tăng. Khả năng Bắc Bộ sẽ xuất hiện một đợt nắng nóng trên diện rộng từ ngày 10 tháng 5 sang tới những ngày đầu tuần sau. Tại các tỉnh Trung Bộ, chu trình tăng nắng tăng nhiệt cũng có thể nhận thấy rõ. Từ ngày mai, ngày 8 tháng 5 thì toàn khu vực có nắng với mức nhiệt cao nhất trưa chiều phổ biến từ 31 đến 34 độ. Một số nơi ở vùng núi phía Tây, khu vực Bắc và Trung Trung Bộ sẽ có nắng nóng trở lại với nhiệt độ trên 35 độ. Từ ngày 9 và ngày 10 tháng 5 thì cường độ nắng mạnh hơn, mức độ tăng nhiệt cũng cao hơn, khiến cho khu vực Bắc và Trung Trung Bộ có khả năng xuất hiện nắng nóng trên diện rộng. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ trong chiều tối nay còn chịu tác động của nhiễu động gió đông từ biển thổi vào nên tiếp tục có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ xảy ra mưa vừa mưa to và mưa tập trung nhiều hơn ở các tỉnh ven biển Nam Bộ. Cần đề phòng dông mạnh kèm theo nguy cơ về tố lốc và gió giật mạnh. Còn từ mai cho đến 3 ngày tới thì mưa có xu hướng giảm. Ban ngày nắng nhiều hơn và mưa rào cũng như là dông chỉ xảy ra cục bộ vào chiều tối. Nhiệt độ cao nhất ở vùng cao Tây Nguyên là từ 31 đến 34 độ và khu vực Nam Bộ là 32 cho đến 35 độ. Trên biển, khu vực Bắc và giữa Biển Đông bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa trong khoảng 3 ngày tới thời tiết vẫn ổn định với tình trạng nắng ráo, tầm nhìn xa thông thoáng, gió nhẹ, biển êm, thuận lợi cho các hoạt động hàng hải. Khu vực phía Nam Biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa thì vẫn còn có mưa rào và dông rải rác trong hôm nay. Từ ngày mai thì mưa giảm, thời tiết khu vực này tốt dần trở lại, thuận lợi hơn cho các hoạt động trên biển.